Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người xem về khu nhà trọ mà mình đang sống ở Nhật này. Thì cho mọi người có cái nhìn về xung quanh hoặc là ở bên trong cái nhà trọ ở Nhật xem nó như thế nào nhá. Và xem thiết kế nhà trọ ở Nhật nó có khác gì so với ở Việt Nam mình không nhá. Thì nhà mình đang ở đây là nhà apartment. Tại vì ở khu vực vùng quê này thì không có các cái tòa cao ốc để thuê, thế nên là mình chỉ có thuê được các cái nhà apartment nhỏ như vậy thôi. Bây giờ thì mọi người cùng đi theo mình để xem nhé. Ok. Đây, và cái nhà màu vàng này là nhà mình đang sinh sống này. Cả hai tầng thì chỉ có 8 phòng thôi. Và phòng mình ở tầng 1 thì mọi người ở trên đều dùng anten để xem tivi, nhưng mà mình thì không xem. Rồi, mình cũng đi vào để xem nhá. Thì trước khi đi vào trong nhà thì mình sẽ để cho mọi người xem cái nhà để xe trước này. Đây chính là cái khu cái chỗ này để ô tô của mình, là cái suất để ô tô. Đây, có tên của mình luôn. Nhưng mà mình làm gì có ô tô để. Vẫn có suất để ô tô. Và chỗ này là bãi để cái khu để xe đạp này, xe máy này. Mình chỉ có cái xe máy kia thôi, xe biển số là 1427. Đấy là cái xe của mình, con ngựa sắt của mình để đi làm. Đây, đi theo phía này thì sẽ đi vào cửa này. Ở tầng 1 thì có 4 phòng thôi, 1 2 3 và phòng cuối cùng là phòng thứ 4. Thì phòng mình là phòng thứ 3 này. Đây mọi người nhá, đây là ở ngoài này. Đây là ngoài cửa. Thì cái này là cái đồng hồ đo mét khối nước mình dùng này. Đây, đồng hồ đo mét khối nước. Còn ở bên này là cái tủ này là để đo mét khối ga mình dùng này. Nhà mình là tủ bên này. Nhưng mình không có chìa khóa. Ngoài này gió hơi to hơn vào trong nhà nhá. Này, phòng mình phòng 103. Nhà Nhật này thì có rất là hay, là khi mà vào là trước cửa nó có một kiểu gì cũng có một cái chỗ để giày. Xong thì mình mới bước lên nhà. Ok. Mọi người để giày. Đấy, để giày xong rồi mình sẽ bước lên nhà nhé. Đây thì ok, trước tiên thì mình vào trong review cho mọi người xem ở bên trong phòng trước nhé. Đây là trong phòng của mình. Phòng mà đây là phòng như kiểu là phòng ngoài, như kiểu phòng khách thôi. Còn đây bên trong này là phòng ngủ. Đấy, nhà mình có hai người thế nên là cũng hơi có nhiều đồ. Rồi giờ thì mình sẽ review từng chi tiết, từng chỗ với từng khu vực một nhá. Đấy nha, cái tủ này là để mấy cái đồ linh tinh này. Nhà mình ở có con gái nó thế nên là hơi nhiều đồ vớ vẩn linh tinh. Đây thì mình có treo một tờ lịch và đồng hồ này. Còn tiếp đến là bộ ghế này thì mình được một người Nhật người ta tặng. Thì ở nhà thường người ta hay ngồi cái ghế kiểu như này. Cái chỗ dưới này có thể dài ra và cái lưng có thể ngả ra sau một chút nữa. Nhưng mà mình để ngồi thế này, mình để cho nó gọn thì mình để thẳng lên. Và đây có một cái bàn tròn tròn này. Người ta cũng tặng mình luôn. Cái bàn mặt kính này. Để ngồi uống nước. Hầu như ở Nhật này người ta làm cửa rất là hay các bạn ạ. Ví dụ có một cái cửa kính này, cửa kính này rất là to. Đây là một cửa kính nhá. Và đằng sau lưng mình này là một cái cửa để cửa thông ấy, cửa thông phòng ấy. Mình chỉ cần mở cái cửa ra một cái là mùa hè rất là mát luôn. Nhưng mà mùa đông thì thôi, tốt nhất mình cứ đóng vào cho nó ấm. Cọc phơi quần áo này. Cái này này. Quay từ đằng này đến cho nhìn nó rõ. Cọc này là để phơi trong nhà nha các bạn nhé. Nó gắn liền với cái khung cửa. Mình giặt quần áo mới giặt xong thì mình phơi ở ngoài kia, ở ngoài cửa sổ này. Thường mở cửa sổ ra mình phơi ở cái thanh sắt ở trên ngoài này. Đấy mọi người nhé. Còn đâu khi nào tối đi ngủ thì mình có thể kéo cái rèm này lại. Đấy, kéo lại một cái là nó tối luôn.
một cái nữa mình muốn review cho mọi người xem, đó chính là cái điều hòa này. Điều hòa cũng rất là mới, điều hòa hai chiều, có nóng này, lạnh này. Mùa đông thì mình bật chế độ nóng, còn đông mùa hè thì mình bật chế độ mát lên, rất là mát. Rồi ở ngoài này có một cái nữa, đó chính là tủ quần áo này. Tủ quần áo rất là to. Đây, tủ to từ đây xuống tận dưới này. Đây bên trong thì mình để quần áo của mình, còn ở dưới thì mình để mấy đồ linh tinh. Mình không review cái này nhiều lắm. Đấy, khi mà đóng cửa vào thì bên trong nó như kiểu là một cái kho luôn đấy các bạn. Nói thêm về cái nhà này nhá, hầu như là xung quanh này hoặc là ở trên mái này hoặc là dưới sàn này đều bằng gỗ hết các bạn nhé. Nó không được cách âm tốt cho lắm, bởi vì xung quanh đều bằng gỗ và các cái tường này này trong là một lớp gỗ. Đây. Ở trong là gỗ nhưng mà ở ngoài người ta thường có một lớp giấy dán tường ấy. Khi nào mà mình chuyển đi thì người ta sẽ bóc hết cả giấy dán ra, mình người ta sẽ dán lại cái lớp giấy dán khác để cho người khác thuê cho nó mới ấy. Rồi giờ thì mình sẽ review tiếp cái phòng phòng ngủ bên trong này nhé. Đây, tiếp theo là bên trong này là phòng ngủ này. Thì hiện tại đang là mùa đông rất là lạnh, thế nên mình mua các cái tấm thảm này mình trải ở dưới cho đỡ lạnh. Đây, phòng ngủ thì mình có một cái giường đôi, giường dài 1m8, rộng 1m2. Và bên trong này cũng có một cái cửa sổ rất là to. Thế nên là nhà lúc nào cũng sáng, ban ngày chắc là không bao giờ phải bật đèn. Nhà lúc nào cũng sáng luôn, muốn kéo cái rèm vào cái là phòng lại tối để ngủ bình thường. Và đây có một cái bộ bàn máy tính bên này đây. Bộ bàn ghế máy tính của mình. Trên này có một số đồ dùng cá nhân này, rất là bừa bộn. Và có cả ngôi sao cờ Việt Nam. Và trong này cũng là một cái tủ to hai cánh. Nhưng ở bên trong này có một số đồ dùng không phải của mình, thế là thôi mình cũng không review cái tủ này. Chung là tủ rất là to, để được rất nhiều đồ. Và cái ưu điểm của cái ngôi nhà này là nó chia phòng ra riêng biệt đấy, một phòng ngủ và một phòng khách ở ngoài. Thế nên là khi mà ở ngoài có người, chẳng hạn có người đến chơi, thì mình có thể ngồi ở ngoài chơi và ở trong vẫn có thể đóng cửa kín vào đi ngủ bình thường, không sao hết. Và mình rất thích cái kiểu nhà chia phòng như thế này. Nhưng mà có một cái nhược điểm, đó chính là đây, mọi người xem nhé, chính là cái điều hòa này. Cái điều hòa này thì nó lại được lắp về phía phòng phòng khách ở ngoài này, thế nên là khi nào mà đi ngủ ấy, muốn ở trong kia lại không có điều hòa đúng không, phòng ngủ trong này không có điều hòa, thế nên là mình phải bật điều hòa và mình mở cái cửa này ra thì để cho đi cái hơi nóng nó bay vào trong, lúc đấy thì ở bên trong mới ấm được. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai ở cái nhà này, nó chính là không có ban công để phơi quần áo hoặc là để trồng một cây gì đó. Mình rất thích trồng cây, thế nên là không có ban công. Thì mà quần áo, lớp quần áo mới sắp xong là mình phải mua một cái thanh sắt ở trên kia cho mình gác ở ngoài để phơi thôi, chứ không có cái ban công của riêng nhà. Rồi giờ thì mình sẽ review thêm cho mọi người xem về cái khu bếp nhé. Thì bếp nó cũng riêng biệt luôn. Đây, thì mình chỉ kéo cái cửa này ra một cái là đến bếp này. Đây là khu bếp của mình. Khu bếp thì cũng có bồn rửa này, chỗ để bát đũa. Thường thường có một cái chạn thôi để treo ở khu này cơ, nhưng mà mình không dùng chạn bởi vì mình cũng dùng ít, thế nên là mình mua một cái giỏ đựng bát đũa mình để ở đây luôn. Khu dưới này cũng có các cái tủ tủ bếp này, đựng rất nhiều đồ ở trong. Tủ bếp có ngăn kéo hoặc là cánh mở nhé. Đây là bếp ga dùng cái kiểu ga như kiểu hệ thống ga ở Nhật, nó là một đường ống ga chứ không phải là dùng bình ga như Việt Nam mình là hết là phải thay đâu. Cái này mình dùng bên bao nhiêu thì có một cái máy để đo cái mét khối mình dùng rồi. Còn đâu gia vị thì mình vẫn để ở trong kia, có cả chai nước mắm Việt Nam này. Và đây là một cái quạt quạt hút khói nhá. Khi nấu ăn các bạn bật lên là nó hút hết mùi luôn. Và cũng có một cái dãy cửa sổ kéo ở đây, thế nên là phòng bếp lúc nào cũng sáng. Và trên này có một cái tủ nữa này, cũng có một cái tủ đựng đồ bếp nữa này. Nhưng mà trên này rất là cao, thế nên mình cũng khi dùng
Và đây, đây là tủ lạnh. Tủ lạnh hai người của mình rất là to. 150 lít hay sao vậy? Máy nò vi sóng. Tiếp theo đến đó chính là khu công trình phụ nhé. Đây có một cái móc quần áo đâu. Để mình treo mấy bộ quần áo đi làm này. Đây là máy giặt này. Máy giặt này là máy giặt 7, 7 kg nhá. Dùng hai người rất là thoải mái. Đây, đây là nhà nhà tắm này, nhà tắm kiểu Nhật này. Tắm kiểu Nhật thường thường có cái bồn tắm rất là to. Không khoe trong này nữa, trong này rất là tối. Đây, bồn tắm này, còn vòi hoa sen đầy đủ các bạn nhé. Phòng tắm đều bằng nhựa chứ không phải xây như kiểu bê tông như mình. Còn đây là phòng vệ sinh này. Mình review phòng vệ sinh là bởi vì đây các bạn nhé, có một cái hệ thống làm ấm khi mình mà ngồi vào rất là ấm luôn, rất là mê mải sảng khoái không muốn ra ngoài luôn nếu mà mùa đông đi vệ sinh. Ok, chỉ review vậy thôi. Mình nó chỉ rơi vào khoảng 30 đến hơn 30 mét vuông một chút thôi, và tiền nhà hàng tháng rơi vào khoảng tiền Nhật là 3,4, còn nếu mà tính ra tiền Việt nó rơi vào khoảng gần 7 triệu thì đó các bạn, trong đó có 3,3 thôi, 3,3 là cái tiền mình phải thuê, còn nó mất một sen một tháng là cái tiền mà người bảo lãnh ấy. Ở bên chỗ mình đang ở này thuê nhà rất là phức tạp, phải cần người bảo lãnh, bởi vì cái nhà này là nhà mình tự thuê chứ không phải là nhà của công ty, thế nên là mình phải mất tiền bảo lãnh. Còn ngoài ra thì tiền hàng tháng còn tiền điện, tiền nước, tiền ga và rất nhiều tiền, còn có cả tiền bảo hiểm của nhà nữa cơ. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ review về các cái thôi. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về các cái tiền phải đóng khi thuê nhà này các bạn nhé. Tiền nhà, tiền điện, tiền ga rồi. Nói chung là tiền trong tiền sinh hoạt một tháng của mình nhé. Mình đang là cái visa như kiểu là dạng visa kỹ sư, thế nên là mình thuê nhà này thì mình không nhờ đến công ty thuê, là mình tự đi thuê ở ngoài. Thế nên là mình không phải tự ý mình có thể thuê được mấy cái người chủ nhà có đất để cho mình thuê, mà là mình phải qua một cái công ty môi giới nhà đất. Tiếng Nhật là Furosang ấy, thì mình sẽ qua cái công ty đó để mình thuê, và hàng tháng thì mình đóng tiền cho cái người chủ nhà. Thế nên là có rất nhiều, trong khi thuê nhà này có rất nhiều các cái thủ tục rồi giấy tờ rất là lằng nhằng, và mình đã cần đến sự trợ giúp của người trong công ty thì mình mới thuê được cái ngôi nhà này. Mới review cho mọi người xem về cái nhà trọ này, gọi là cái nhà trọ đi, mình đang sống này. Thì mọi người muốn mình review cái gì đó thì mọi người có thể comment xuống phần bình luận của video, hoặc là mình muốn mình trả lời câu hỏi gì đó thì mọi người cũng comment xuống phần bình luận của video để mình biết, để mình trả lời nhé. Rồi thì giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình đến đây, và xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.